Annyeong, xin chào các bạn, mình là Yến Vân. Trong thời gian qua mình nhận được rất là nhiều các câu hỏi từ các bạn học tiếng Hàn Quốc như là em học tiếng Hàn nhưng mà khi hội thoại thì em thấy cách nói của em không tự nhiên, hoặc khi em đi ra ngoài em nghe thấy người Hàn nói chuyện thì em lại thấy sách giáo khoa không giống như vậy. Vậy em phải làm như thế nào? Từ bây giờ mình sẽ ra các video để hướng dẫn các bạn nói tiếng Hàn làm sao cho tự nhiên nhất mà không phải nói chuyện với người Hàn Quốc trực tiếp. Nào, chúng ta cùng vào video đầu tiên nhé. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저 이름이 어떻게 되세요? 아, 천민남입니다. 아, 이름이 어떻게 되세요? 저는 대중이라고 합니다. 아, 네. 어느 나라 사람이세요? 아, 저는 베트남 사람입니다. 태중 씨는요? 저는 한국 사람입니다. 아, 네. 아, 태중 씨는 직업이 어떻게 되세요? 저는 한국어 선생님입니다. 아, 네. 남 씨는 직업이 어떻게 되세요? 아, 저는 회사원입니다. 아, 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 네. Đây là video đầu tiên về chủ đề chào hỏi. Chắc hẳn nhiều bạn học tiếng Hàn thì đây là video rất là quen thuộc rồi. Nhưng qua video này mình sẽ hướng dẫn lại với các bạn các ngữ pháp thông dụng khi chào hỏi như thế nào nhé. Đầu tiên, khi muốn giới thiệu tên của mình, mình sẽ dùng 입니다. Tên của mình cộng 입니다. Ví dụ 대충입니다. 남입니다. Ngoài ra, trong lời hội thoại bạn thấy diễn viên 대충 nói gì nhỉ? 저는 남 대충이라고 합니다. Vậy 이라고 là gì? Các bạn cùng nhìn công thức nhé. Chúng ta có 이라고 합니다. Trong đây nếu danh từ đứng trước có bát chim, bạn cộng với 이라고, còn không có bát, bạn cộng với 라고 합니다. Vậy công thức 이라고 có nghĩa là gì? 이라고 có nghĩa là người khác gọi tôi là. Đây không phải là một cách giới thiệu trực tiếp mà là một cách giới thiệu gián tiếp. Khi tôi muốn nói người khác gọi tôi là 창 대중 thì ta sẽ nói là 창 대중 이라고 합니다. Hai cách giới thiệu tên 입니다 và 이라고 합니다 là hai cách giới thiệu rất là lịch sự và trang trọng. Ngoài ra thì chúng ta đã được học cách giới thiệu tên như 이에요 và 예요. Trong đây có bát chim thì bạn cộng với 이에요, không có bát chim bạn cộng với 예요. Nếu bạn sử dụng công thức này, tức là mình đang chào hỏi một cách thân mật nhé. Ngoài ra trong video thì bạn sẽ gặp công thức 어떻게 되세요? Danh từ chia 이가 cộng với 어떻게 되세요? Đây là một cách hỏi rất là lịch sự của người Hàn Quốc, tức là danh từ đó như thế nào? Qua video thì các bạn có thể bắt gặp câu nói 이름이 어떻게 되세요? 이름이 어떻게 되세요? Tên của bạn như thế nào? Chúng ta đã quen với cách hỏi tên như là 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Tên bạn là gì? Hoặc là 성함이 어떻게 되세요? Tên như thế nào? Chúng ta có thể sử dụng công thức này để hỏi về các danh từ như tuổi tác, nghề nghiệp. Chúng ta cùng đi vào ví dụ như tuổi của bạn như thế nào? 나이가 어떻게 되세요? Hoặc lịch sự hơn chúng ta sẽ hỏi thành 연세가 어떻게 되세요? Nghề nghiệp ta có danh từ 직업, có bát chim ta sẽ cộng với 이 직업이 어떻게 되세요? Tức là nghề nghiệp của bạn như thế nào? Đây là một cách hỏi rất là lịch sự so với 무엇입니까 hoặc 뭐예요? Qua đây thì các bạn có thể chào hỏi bằng tiếng Hàn Quốc một cách tự nhiên nhất rồi nhé. Và tiếp theo chúng ta cùng đi vào video 2 nhé. 안녕하세요, 선생님. 안녕하세요, 남 씨. 네. 아, 이분은 어떻게 되세요? 아, 여기는 제 학생 링입니다. 안녕하세요. 저는 링입니다. 네, 안녕하세요. 저는 남입니다. 만나서 반갑습니다. 네. 남 씨, 남 씨는 한국 사람입니까? 아니요. 한국 사람이 아닙니다. 베트남 사람입니다. Ở video thứ hai này chính là cách hội thoại chào hỏi giữa ba người với nhau. Và chúng ta bắt gặp công thức 이분이 어떻게 되세요? Người này như thế nào? Và các bạn lưu ý khi chúng ta dùng 어떻게 되세요, chúng ta sẽ dịch câu này là người này có mối quan hệ như thế nào, chứ không phải là người này tính chất của họ như thế nào. Áp dụng công thức thì chúng ta có thể thay vào như sau. Người kia có mối quan hệ như thế nào ạ? 저 사람이 어떻게 되세요? Người đó có mối quan hệ như thế nào? 그 사람이 어떻게 되세요? Và tương tự như vậy, các bạn có thể thay các danh từ phía trước và cộng với công thức trên thì sẽ ra các câu hỏi rất là phổ biến của tiếng Hàn Quốc là như thế nào, là gì.
Và ở cuối video thì các bạn thấy một công thức phủ định mà chúng ta đã được học rồi. Danh từ chia 이가 아닙니다 hoặc hội thoại 이가 아니에요, tức là không phải là cái này đâu, không là gì đâu. Chúng ta có 저는 베트남 사람이 아니에요, tôi không phải là người Việt Nam. 이것은 펜이 아니에요, cái này không phải là cái bút. Hai ví dụ trên chính là cách chào hỏi giới thiệu cơ bản nhất của người Hàn Quốc và những ngữ pháp ví dụ đi kèm để các bạn có thể dễ dàng giao tiếp một cách tự nhiên nhất. Nếu bạn thấy hay, hãy ấn like và subscribe và đừng quên nhấn vào quả chuông để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo của mình nhé.